hồng cầu là một chuyến xe hai chiều đơn giản vậy thôi. Tới tế bào thì cung cấp oxy dưỡng chất, ra khỏi tế bào thì dọn rác thải và các con. Còn tôi muốn biết thêm về cái này đây, sẵn có cô giáo cũng hỏi thêm về cô giải thích giùm tôi thế nào, tôi chưa hiểu về thế nào là động mạch, thế nào là ma tĩnh mạch, còn mao mạch thì rất là giống như vùng sâu vùng xa phải không? Còn động mạch với tĩnh mạch như thế nào cô hướng dẫn đi. Rồi, nhân dịp anh hỏi cái câu hỏi này, tôi sẽ dẫn lại lớp một chút. Động mạch, tĩnh mạch và mao mạch nha. Mọi người hình dung đây là trái tim, nó bóp máu đi ra để đi nuôi cơ thể. Thì nó sẽ phải tưới đến từng tế bào, thì máu động mạch nó sẽ chứa oxy và dưỡng chất, là máu sạch, máu có dinh dưỡng nha. Và nó đi qua khỏi cái động mạch chủ, nó sẽ phân nhánh, nó sẽ phân nhánh giống như là từ cái đường sông lớn ấy. Đúng rồi, nó sẽ phân những cái nhánh nhỏ, nó đi về cuối cùng cái nhánh mà nhỏ nhất, nhánh máu mà bé nhất, cái mạch máu mà bé nhất ấy, là mao mạch. Mao mạch đó nó làm cái nhánh máu nhỏ nhất và đường mạch máu nhỏ nhất và nó sẽ đến trực tiếp đến tế bào. Do đó tế bào của chúng ta mà muốn sống thì cái cánh cửa đó, cái kênh dẫn đó, cái gọi là cái mao mạch ấy, là nó phải thông. Thông thì hồng cầu mới đi qua được. Vì sao? Máu động mạch là hồng cầu là chảy ở trong máu động mạch. Nhớ nha, hồng cầu là hình đĩa lõm hai mặt chứa oxy và dinh dưỡng. Và nó cứ đi theo động mạch, từ nhánh nó vào từ, nó chia từ nhánh nhỏ, cuối cùng vào đến mao mạch và đi qua được mao mạch sẽ lọt vào tế bào. Được chưa? Đến đây là xong về máu động mạch và mao mạch nha. Rồi sau khi đã vào được đến tế bào rồi thì hồng cầu sẽ giải phóng oxy và dưỡng chất. Đây là từ chuyên môn nha. Nhưng mà thực chất mình hiểu nôm na là nó trao cho tế bào, nó cung cấp cho tế bào oxy dưỡng chất giống như nó thả hàng xuống. Hình dung không? Cho ăn. Cho thở, nó là một chuyến xe hai chiều. Chiều tới, nó đi trên động mạch, nó tới được qua cái mao mạch của động mạch, nó tới được tế bào, nó cho, nó thả hàng xuống, tế bào ăn, tế bào hít thở, oxy, được chưa? Rồi nó lượm chất thải của tế bào, bởi vì tế bào hít thở, tế bào ăn uống thì tế bào phải làm gì? Phải bài tiết. Do đó mà tế bào bài tiết xong, thì hồng cầu lại có nhiệm vụ là gì? Chất lên cái xe hàng của nó. Chuyến xe hai chiều, và ra khỏi tế bào, nó đi theo cái mao mạch của tĩnh mạch và nó đổ về tĩnh mạch, thì máu của tĩnh mạch chính là cái máu mà ra khỏi tế bào và nó sẽ phải quay trở ngược về tim. Và từ những cái mao mạch bé của tĩnh mạch như vậy, nó cũng sẽ nhập vào những cái mạch máu lớn hơn, người lớn hơn nữa, cuối cùng nó đi đến vào những cái tĩnh mạch lớn và từ đó nó sẽ đi đổ về tim. Mọi người hiểu chưa? Và động mạch ấy, thì không có cái van nào cả. Máu cứ thế là cứ theo cái nhịp bóp của tim, cứ bóp là đi ra. Nhưng tĩnh mạch thì sẽ có những cái van gọi là van một chiều. Van một chiều này là nó sẽ mỗi lần mà máu theo nhịp tim đập á, nhịp tim hút chứ, thì nó sẽ mở ra như này. Nó mở ra như này, theo cái nhịp tim ha, nó mở ra như này. Và mỗi lần nó mở như thế thì máu sẽ đẩy về phía tim, đúng không? Để làm gì? Để đưa máu không có bị ứ van một chiều, khiến cho máu không có ứ đọng ở tứ chi. Mọi người dung tới gì đó thì cứ khoảng vài cm để có một cái van như vậy. Thì riêng máu tĩnh mạch là có những cái van một chiều. Rồi đến đây anh hiểu về cái động mạch tĩnh mạch và mao mạch chưa? Đơn giản nhé, hồng cầu là một chuyến xe hai chiều đơn giản vậy thôi. Tới tế bào thì cung cấp oxy dưỡng chất, ra khỏi tế bào thì dọn rác thải và các con đường. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.